Đúng cái bà, đây là cái bà. Con nữ giờ vợ hỏi là bộ, em làm gì mà anh làm gì say vậy? Đây, anh hút thuốc. Đó, anh hút thuốc. Hello các bạn nha. Hôm nay mình làm anh mình đi bắt cá ké nha các bạn. Bắt về cho nó hút thuốc thử nha các bạn. Đó giờ cái trò chơi này là còn nhỏ mình hay chơi á, mà bữa nay mình đi bắt thử là đây mình làm anh này này đang sang cá ké, còn cá ké nó đâu đầu đây, giờ mình chạy vòng vô mình coi thử nha, mình lần ở đó bắt mình có một cái cây này các bạn ha, cây này để bắt cá ké, đây mình đi bắt cá ké nha các bạn, đây nha các bạn, mình đi bắt nha các bạn, đây thấy không, đây mình đang bắt luôn nha. Đây nó chạy qua bên kia các bạn. Đây nè. Thấy không? Nó bắt ké các bạn. Như kia nó rải nó chạy qua chạy lại. Rồi nó chạy lên trên nha. Trời ơi, rớt không, rớt không. Rớt rồi các bạn. Nó đúp, nó còn đúp nè các bạn. Đây các bạn. Đây, mình bắt nó rồi các bạn nè. Đây các bạn. Dính quay. Đó dính chín. Dính lên các bạn. Dính lên các bạn, đây mình ra mình quay cho các bạn xem nha. Đây bắt được con các bạn nè. Đây các bạn nè. Đây các bạn. Được con cá ké nha các bạn. Đó các bạn. Đây. Đây em xiết cái đầu nó lại á. Đây cho nó vô. Xiết cái đầu lại. Đây các bạn. Đây để mình xiết cái đầu nó lại các bạn. Đây vậy các bạn, bắt được một cách ké đây các bạn này. Đã các bạn, đã không? Đây, giờ mình vô mình cho nó hút thuốc thử nha các bạn. Đây, đây là chặt chơi đi. Đây, đây các bạn. Đây, đây là chặt chơi mà, nhỏ nhỏ hay chơi mà. Bắt cách ké vô cho hút thuốc các bạn. Hút thuốc rồi nó thử nó thả được nha các bạn. Đấy, còn cứ luôn, để cứ lỡ may nó xảy sao. Đây, bây giờ cắn nhanh. Cái này đó, cái này không để vòng lại đó anh em mình đi bắt cái kia, nó vòng vòng quá kia, bắt không kiếm gì nhốt nó lại, có lòng không ta, có lòng không, đi có lòng không, đây ông mình hai mình nha các bạn, này này mình đi trưa nắng mình lại mình đi bắt cái kia, đây cào hút thuốc, cào đủ thuốc từ các bạn nha, đây nè đó các bạn, đây giờ các bạn là vệ sinh cái miệng thư để coi thử và thử là gì. Là vệ sinh cái miệng đó hả? Đây cho nó. Đây cho nó hút nha các bạn. Đấy. Rồi đi hút các bạn. Đây đâu. Đây là trò chơi thử bé các bạn. Đây đâu. Cho nó hút thuốc các bạn. Đây không? Đây các bạn. Chưa nắng cho nó. Hả? Cái gạt bàn đó. Đấy lấy lon là gạt bàn. Đây lấy cái đó là gạt bàn. Đây nha các bạn. Lấy cái xay thả ra được nó. Đây nha các bạn ơi. Anh này mình đây cho nó hút cá ké, cho nó hút thuốc nha các bạn. Hút nè, hút xịt ké. Đây nè. Vui nha các bạn. Đấy, coi chừng nó xảy đó, bắt nó vô cầm nó vô chừng nó xảy. Tuột. Lại. Cầm đi. Đây các bạn. Các bạn thấy nó đang ngậm đứa thua. Đây nè, nó đang ngậm đứa thua cho bạn nè. Gạt tàn nó nữa. Để thấy cái này không? Này cái gạt tàn của tôi đó nha, của nó nha các bạn. Để cho nó hút thuốc rồi. Đó, gạt tàn. Rồi nó nhả đứa thua rồi các bạn. Bây giờ nó xảy nha. Đây các bạn. Đây còn cắt ké nha các bạn, nhìn nó giống như là con gì ta, con khủng long các bạn, nó cắn các bạn. Dữ lắm á, giỡn không? Đây các bạn. Đây. Này, nó đèn cầm biết các bạn. nhìn các bạn, nhìn thấy nó sao, nhìn thấy nó ngầu không? À, ngầu như thứ rồi. Đây.
Phê, nó phê, nó nhắm mắt nó phê các bạn. Các bạn thấy nó phê không? Đó. Đó. Ở đây phê. Rồi mà kéo này. Kéo gì khi nhau. Các bạn thấy này. Kéo con hơi đi. Các bạn coi nó kéo. Kéo bằng hơi đưa thuốc các bạn. Đây nè. Đây. Đây, 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 các bạn xem là đây con cắt ký đây là đèn ngầm ngầm thuốc đây nha các bạn. Các bạn luôn chờ là chờ thở bé các bạn. Ui nó chạy nó chạy 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 nó mở được thuốc, nó mở được thuốc. Ủa, nó còn gặm điếu thuốc các bạn. Nó không mở điếu thuốc được các bạn. Ồ, vui quá các bạn. Gạt đèn cho nó là các bạn ơi. Đấy, nó dưới nó nhả điếu thuốc à. Đây, bỏ lại. Đây các bạn nha. Đây, cái đèn hút gần hết điếu thuốc rồi các bạn ạ. Đây các bạn thấy không? Điếu thuốc còn có người đấy gì đó. Đây, cái chai. Đây các bạn nè. Các bạn thấy không? Đó. Đó. Các bạn nhìn kỹ nè, đó này hút hết điếu thuốc luôn, hết điếu thuốc cái, luôn. Thấy kéo ui. Các bạn xem chỗ này nè. Các bạn xem chỗ này đó thấy cái nó thở ra thở vô này nè. Ngày ngày ngay chỗ này đó các bạn thấy nó thở ra thở vô. Hút bão các bạn. Đấy. Còn này sao đốt dữ ta. Nó có cái mỏng ha. Kéo ui. Ồ kéo ui. Các bạn xem đó. Đó. Nó kéo đỏ. Đêm á phải bật đêm á, kéo đỏ lửa luôn. Kiệt kiệt bạn cho anh trai chứ. Giật tiền cho nó các bạn. Giật giật thở. Thở ra chạy uống nổ. Ngầu không. Đầu nói cho nó được. Không, ghét cái đầu lên. À, ghét cái đầu lên. Đó, ghét cái đầu lên. Sai rồi, sai. Đây các bạn đây. Đây, ghét cái đầu lên. Nam, các bạn thấy nó nhắm mắt rồi các bạn. Phê. Nó đang phê thuốc các bạn. Giờ thả ra coi chạy nè. Chạy không đâu. Đó, các bạn thấy nó hút không? Thấy không? Phình lên, phình xuống, phình lên. Đây là gì các bạn? Làm gì? À, quanh đây là cái nón cho nó các bạn. Đây là các bạn. Đấy, các bạn xem nè. Nó thở ra, thở vô các bạn nè. Thôi được rồi, nó thở nè. cái nón. Đâu lấy thuốc ra coi anh phê. Từ từ cho nó hút hết luôn đi. Hết rồi. Ây xa. Là cái nón cho nó các bạn. Các bạn để cái bụng nó nha. Cái bụng nó thở ra thở vô các bạn. Đó các bạn thấy không? Thở ra thở vô nó đang hút đó các bạn. Các bạn nhìn điếu thuốc sắp tè các bạn nè. Thấy không? Nó hút nửa điếu mà giờ nó hút còn vô đó các bạn. Hút nhanh hơn được hút nữa. Đây thấy không? Nó thở ra thở vô quá ha các bạn. Rồi, ngầu không? Đây nó đang phê rồi. Chưa. Đây hút sát luôn đi. Đây các bạn. Quá trời. Nó sạch u rồi. Lấy ra luôn. Trời hết tè, hết tè, hết tè. Lấy ra của anh ta. Ông không chịu bỏ luôn kìa. Đâu chịu bỏ. Ừ. Nó còn mảnh, còn mảnh. Chưa phê. Cho tiếp. Cho nó hút điếu nữa các bạn. Thử cái này hút được mấy điếu thuốc nha các bạn. Con này các cái đực mà ha. Đuôi dài không? Nhìn đã không? Ừ. Con đực. À con đực ha. Nó có cong cái kỳ lưng. À, kỳ lưng là được ha. À kỳ lưng là được. Cái này các bạn nhìn nó giống khủng long không các bạn? Ừ, luôn. Nào, để cho nó nhập điếu thuốc các bạn. Đó là một lớp. Rồi. Giờ đang thấy bạn không? Nó hút đã hết một điếu thuốc này rồi nha các bạn. Giờ ông anh mình thay vào đó một điếu thuốc khác nữa nha các bạn. Này. Trời. Nó không chịu mở các bạn. Đây này, nó cắn nét tiền đi thuốc các bạn. Đây đèn xài vô đó đi cắn các bạn. Thì cho nó cắn cho chừng nét nó sảy đang cắn gì má. Đây các bạn. À, các bạn thấy không? Đây. Nó chơi thuốc này các bạn à. Nó đòi hút con mèo hay dép đó, nó hút với loại sen sen không? Nó hút dép hả mày? Mùi nó cốt cho nó hút đó. Đây là tao bị nó hút các bạn. Đây để chờ nó hút. Chờ hút điếu mớ các bạn. Đây ngầu các bạn. Mệt nhỏ hả? Ghét lên. Bốc thuốc xong mệt à. Đây ghét cần lên nha các bạn. Đây hút tiếp nè. Đây xem nè. Đây nè. Đấy. Các bạn thấy cái nó đỡ là thở vô không các bạn? Nào. Đây. Đây cho nó hút thuốc các bạn. Kéo ơi. Các bạn thấy lúc đỏ lửa luôn các bạn ạ. Nhau.
Không lấy này làm đồ gạt tàn đó. Ờ đúng đúng đó, tiền tiền cái sếp mà. Bỏ tàn thuốc vô, bỏ tàn thuốc vô rồi đó. Quá sợi. Đây các bạn. Thấy đậu đỏ không? Đấy, ngầu đậu đỏ. Ngầu. Nó ngậm hỏng 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 giờ thôi. Không quỷ này hút dai. Hút dai đó. Cái này thấy gạt này thuốc nó rồi, cái này là cái đồ gạt này thuốc các bạn không? Nhìn ngầu cái này người mắt nhìn nữa nè. Áo thuốc xong nữa giờ ấy còn còn tỉnh không? Chưa phải còn tỉnh với bà đây là các bạn. Thuốc xong nữa giờ vợ hỏi bộ anh làm mà say vậy đó, biết ra là sao không? Anh hút thuốc, anh mất rồi thuốc. Anh chế cho nó cái nón đẹp các bạn, nó đang còn giữ các bạn. Không, hút gần hết đi thuốc rồi các bạn. Cái này hút bạo thiệt. Các bạn lưu ý cái bụng nó không? Này ngay ngay chỗ cái bụng nó này các bạn. Xem nó thở là thở vô đó. Nó cũng tỉnh như anh. Nó phê đâu. Đây, đầu nó là cả gói. Còn này hút cả gói cũng chịu phê. Nhưng mà anh này phê, anh này nhắm anh này phê. Giờ hoa rồi, chú chạy mất. Những đó bạn trên đó bạn sẽ ui giời ơi, nó chạy rồi. Hết hồn cái bạn. Hay là có sợi dây cột lại không là nó chạy mất các bạn. Con này nó bạo các bạn. Ham gần hết đi thuốc các bạn không? Gì này? Hút bào dữ à? Đang quay. Đây các bạn, mai liêu mình vô đây chuẩn bị làm tiếp cái phương án hai các bạn. Đây, đừng thử dần cắt ký nó hút thuốc các bạn. Xong rồi đi mình đi vòng tìm cái gì để bắt biết các bạn. Này, ông mình này ông mê các kia. Không ngờ đốt trơn các kia mê luôn các bạn. Thả nó đi làm đây, đây đây đây. Rồi, giờ đi mình bắt đầu thả nó thử nha các bạn. Đây, thả nó thử rồi nó chạy nổ nha các bạn. Đây nè, đèn gỡ dây nó các bạn. Đi kia thả luôn hay thả đây luôn. Thả đây. Thả ngoài trống này. Thả ngoài đất cái này nè. Ui, rồi nó còn ngậm điếu thuốc các bạn. Đây là giờ xách nó ra đây thả các bạn. Đây. Đây vậy các bạn. Đây, đèn bỏ chỗ này thả thử nha. Ui, nó còn mảnh vô ấy. Con nhận mà đem. Đây các bạn, đèn thả nó các bạn. Đây rồi đó không? Đây đèn. Đâu, mở nó đâu mà nó còn ngậm điếu thuốc các bạn ha. Đây là ngầu các bạn. Đây, đã mở dây thả nó rồi nha các bạn. Ngầu không? Đây các bạn thấy không? Nó còn đèn phê thuốc các bạn à. Đây các bạn nè. Đây các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Đây, đã không? Cái kia thiệt là ngầu. Đây là mày quay xét cái thằng chim này. Nào. Đánh cho nó chạy về đường. Vẫn còn không thả điếu thuốc luôn các bạn. Rồi nó ngậm sâu hơn các bạn à. Đây các bạn thấy không? Nó vẫn còn ngậm sâu hơn các bạn. Đã mà hút thuốc xong phê. Phê. Tỉnh mất chừng thấy không? Nó còn tính. Trời như đây ha, nó nhìn nó như đây nhầm nhò gì tao. Như đây tao phải hút ra cây, hút ra gói gì đó, hút ra cây. Mượn cây thuốc gì cho nó hút. Đây này nó vẫn không thả đứa thuốc luôn nha các bạn. Đây con này nó hút ra cây luôn chứ nó hút gì gói gì sao nhầm nhò vậy nó. Ở này mới hút mấy điếu mà. Này. Đây, bắt cái đuôi nó. Đây các bạn.
Đây nha, đây không, nó không thả điếu thuốc luôn nha các bạn, gạt thử điếu thuốc nha, đây không, này không, nó không thả điếu thuốc luôn các bạn, nó hút xong nó ghiền điếu thuốc này luôn các bạn, này này không các bạn ha, hút xong nó ghiền luôn không, đấy, ừ, đấy không, nó không thả luôn mà, nó trời, nó chạy vô kia, nó chạy vô kia, nó leo lên cây và quấn cầu ngậm điếu thuốc nha các bạn, đấy, đây này, đây, đây, không các bạn ha. Nó leo lên rồi mà nó quấn còn ngậm điếu thuốc các bạn. Đây. Đâu nó chạy, nó chạy lên. Nó chạy lên lên kia mà quấn còn ngậm điếu thuốc các bạn. Đây các bạn. Đây này. Đây. Nó chạy lên đây nó núp mà nó quấn còn ngậm điếu thuốc rồi nó chạy vô trong rồi các bạn. À. Rồi. Vậy thôi mà. Thôi mình thả nó luôn các bạn. Mình thả cho nó. Nó hút được mấy điếu thuốc rồi. Nó về quá nó còn ngậm điếu thuốc luôn các bạn. Đây mình quan sát. Đây. Thấy không? Vẫn còn ngậm điếu thuốc luôn nha các bạn. Chạy núp trong đó là vẫn còn ngậm điếu thuốc. Con này nó thèm thuốc lắm luôn nè. Con này nó nghiện thuốc lâu năm rồi. Rồi, xin lỗi các bạn nha. Đồng hồi quay lại mình tha cho con cắt ké. Mong anh em này, mong anh em lấy đi bắt cắt ké giờ vô trốn đây luôn các bạn. Thả nó chạy rồi, nó chạy mà vẫn còn ngậm điếu thuốc các bạn. Thôi, clip này mình cũng tập dừng lại đây nha các bạn. Các bạn xem hay các bạn để lại cho mình một like, một share và một comment nha bạn. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông để theo dõi cái kênh mình nhiều clip đăng tiếp nha các bạn. Thì nhiều tiếp hay hơn nha các bạn. Rồi, thôi mình kết thúc clip nha các bạn. Các bạn mình đang dọc nước ngay cái hồ mới đúc các bạn. À các bạn thấy mới đúc cái hồ Nam Bộ các bạn. À các bạn thấy không? Đây mình đang ngồi ở dòng nước các bạn. Rồi, thôi mình kết thúc clip nha các bạn.